Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hưng Yên đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ nhãn cho người dân và các nhà vườn. Độc đáo những tấm lụa từ tơ sen của xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Lai Châu đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong mùa mưa lũ. Tình trạng lợi dụng đường chuyển phát nhanh để giao nhận hàng cấm, hàng nguy hiểm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh có nhiều sản phẩm nông nghiệp. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và các ngành chức năng các địa phương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ nông sản cho người dân và các nhà vườn, trong đó có các hộ trồng nhãn. Các biện pháp hỗ trợ chủ yếu là thông qua việc triển khai mô hình trồng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, ký kết tiêu thụ sản phẩm, tổ chức tuần lễ nhãn lồng, thông qua các hội chợ trong và ngoài tỉnh, xây dựng trang thông tin điện tử để truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử về nông sản Hưng Yên, hỗ trợ hộp đựng nông sản. Trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao các ngành công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ tổ chức các sự kiện tại trung tâm hội nghị tỉnh như hội thi nhãn ngon tỉnh Hưng Yên, hội nghị xúc tiến và tiêu thụ nông sản năm 2020 và lễ hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên năm 2020. Ngoài thương nhân của một số các tỉnh ra thì đã kết nối với một số các hệ thống phân phối và dự kiến trong kịch bản để xúc tiến tiêu thụ nhãn năm nay thì ngoài cái hội nghị kết nối cung cầu, chúng tôi dự kiến là sẽ tổ chức 3 sự kiện giới thiệu sản phẩm nhãn và sản phẩm nông nghiệp, nhãn nghiên và sản phẩm nông nghiệp đến với người tiêu dùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây là giải pháp xúc tiến. Cùng việc đó thì chúng tôi tăng cường công tác quảng bá qua các trang mạng xã hội như Zalo, như Facebook và đặc biệt hệ thống đài truyền hình và báo Hưng Yên để cho người tiêu dùng thấy được rằng sản phẩm của Hưng Yên đã sản xuất đạt được những tiêu chuẩn Việt Gáp. Kính thưa quý vị, dệt lụa từ tơ tằm đã kỳ công, dệt lụa từ tơ cọng lá và cọng hoa sen còn cần sự tỉ mỉ, chuyên tâm và bàn tay khéo léo tài hoa của nghệ nhân. Và để làm ra chiếc khăn lụa từ tơ sen dài 1,7 mét phải cần tới 4.800 cuống sen. Tính ra để hoàn thiện một chiếc khăn cũng phải mất đến một tháng trời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và gặp gỡ nghệ nhân Phan Thị Thuận, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để có thể hiểu thêm về quy trình cũng như quá trình tạo nên thương hiệu lụa tơ sen độc đáo nhất Việt Nam. 3 năm miệt mài nghiên cứu, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã thành công với việc tạo ra sợi tơ sen. Với bà, những sợi tơ sen này rất đáng quý, bởi đó là công sức bao ngày bà dày công tìm tòi và sáng tạo ra. Đặc biệt, sợi tơ sen đã giúp làng nghề truyền thống tơ tằm phát triển lên tầm cao mới. Cái việc lấy sợi tơ sen nó chưa có trong dân gian Việt Nam, mà hoàn toàn bây giờ mới là mới, là tôi có thể nói là tôi là người đầu tiên của Việt Nam làm cái tơ sen này. Dành cả cuộc đời gắn bó với sợi tơ đường chỉ, giờ đây nghệ nhân Phan Thị Thuận đang truyền ngọn lửa say nghề đến các thế hệ mai sau. Hiện bà đang duy trì 70 học sinh và người dân địa phương theo nghề rút tơ sen, chăm chú cắt từng cuống sen, nhanh tay xoắn lại để kéo tơ, rồi xe lại thành sợi. Sợi tơ sen nhỏ mềm, vì vậy để lấy được tơ sen, người thợ phải dùng bàn tay lựa khéo. Rút tơ đến đâu, xẻ tơ đến đấy. Một ngày, một người thợ thành thạo có thể rút được 260 cuống sen, thu được 130 mét sợi. Từ đầu em thấy kiểu không nghĩ là làm ra được đâu, rất là khó, nhưng mà kiểu bà dạy cho bọn em thì bọn em vẫn biết làm, nhưng mà cái sen này nhiều công đoạn lắm, bọn em chỉ là một phần nhỏ công đoạn này thôi ạ. Muốn có được sợi tơ sen, muốn làm được sợi tơ sen thì mình trong lúc này là mình phải hướng dẫn từ cái người đi lấy cuống sen và hướng dẫn từ người rửa sen, từ người cắt cuống sen, thì đấy là một cái nó khó khăn hơn nhiều với cái ngành tơ tằm. Rút tơ từ ruột xe lên sợi, dệt tấm khăn thơm đọng đất trời. Tơ sen là loại tơ thuần khiết thanh cao,
những sản phẩm từ tơ sen ra đời có mùi thơm của sen tạo ra những tấm lụa mềm mại mà không một loại tơ nào có thể sánh được. Nghệ thuật mà làm cái tơ sen mà ra được những cái mảnh vải như thế này tôi cũng không thể tưởng tượng được. Đấy của cái xã Mỹ Đức mà xem các cháu cũng là xe từng cái sợi tơ cũng rất là tỉ mỉ mà phải nói là công phu, rất là khéo léo. Gây dựng nên thương hiệu độc đáo qua những sản phẩm lụa tinh xảo có giá trị cao được làm từ tơ sen, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã và đang xuất đi sản phẩm tới nhiều nước trên thế giới. Ngày ngày, bà đang giữ nghề, truyền dạy lại cho con cháu về lụa tơ sen, tuyệt phẩm kết tinh từ tinh túy của quốc hoa Việt Nam. Mỗi dịp cuối tuần, những người dân tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đến những nơi linh thiêng để vãn cảnh, cầu bình an. Họ tìm về nơi đây để hưởng an yên trong không gian thơ mộng, nơi núi tuyết, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đền Thung tọa lạc lưng chừng núi Tuyết Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nơi đây còn nguyên sơ, mỗi du khách đều cảm thấy an yên tại chốn linh thiêng thờ mẫu. Thung Linh Từ là nơi thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Tượng Mẫu Thượng Ngàn được hình thành trong tự nhiên là đá nguyên khối nặng khoảng 300 kg. Tương truyền khi mưa gió sấm chớp trong tự nhiên ở dãy núi này hình thành nên tượng Mẫu Thượng Ngàn. Từ đó, nơi đây linh ứng được nhiều người dân trong vùng đến thờ nguyện. Qua thời gian, đến ông Nguyễn Văn Bản là đời thứ 7 hương khói tại đây. Tôi chỉ có nhớ là đền này là đầu tiên xây dựng xuống đây là chỉ có bằng gọi là cắm 4 cây gạo. Đấy, xong đầu vây đá xung quanh, lợp bằng tranh. Đấy, thế xong rồi qua các thế hệ thì là cứ mỗi năm lại có sự xây dựng tiếp theo. Mà khi chuyển xuống đây thì là nó là 1894. Thế phía sau đền này thì là ngày xưa là công binh xưởng, tức là nơi chế tạo vũ khí đấy. Cái năm 49-50 là cũng có lần là nó máy bay nó về đây nó thả bom ở bên này là cũng hy sinh cũng rất nhiều. Chiến tranh chống Pháp thì là có những đơn vị bộ đội cũng đóng tại đây. Trong văn hóa tín ngưỡng dân gian, Thánh Mẫu Thượng Ngàn được nhiều người tôn thờ. Ngài chính là hồn thiêng của sông núi, bao nhiêu đời nay dẫn dắt con cháu vững bước đi lên. Vì vậy, người dân nơi quanh núi Tuyết Sơn đều thờ phụng bà. Từ xa xưa, những người đi rừng muốn được bình yên, vạn sự tai qua nạn khỏi, thường đến cầu xin sự che chở, phù trợ của bà. Ngày nay, nhiều người đến đây cầu phước, cầu bình an, mong mọi sự tốt lành cho cuộc sống an yên, hạnh phúc. Họ tỏ lòng thành kính trước Mẫu Thượng Ngàn. Tôi đi bao nhiêu năm nay rồi, đi chùa Hương có vào, chùa Hương có một vấn, hai vấn. Nhưng bắt đầu biết vào trong đền Thung này, biết nhà bác Bản là không cần vào đây đâu, thấy vào đây cảm thấy rất là thanh thản, mà thoáng đãng, kiểu nó hoang sơ, nhìn nó thích lắm, cổ kính hoang sơ. Tôi về với đền Thung đây thì cái không gian ở đây nó rất là đẹp, mà cảnh quan thì yên tĩnh, đấy, tâm linh về đây đền Thung thì là yên bình. Thung Linh Từ là nơi phong cảnh hữu tình. Trong khuôn viên có giếng mắt ngọc cũng được hình thành trong tự nhiên, là nơi cung cấp nước cho người dân trong vùng. Quanh năm bốn mùa, giếng trong lành và không bao giờ hết nước. Tương truyền đây là nơi rửa chân của Mẫu Thượng Ngàn khi giáng xuống Thung Tuyết Sơn. Thung ở đây được hiểu là vùng trũng quanh núi Tuyết Sơn. Sau bao lần cải tạo, gia chủ đã xây giếng hình tròn, hình mặt trăng như một chiếc gương phản chiếu trời và đất. Khuôn viên đền Thung rộng khoảng 3 hectare rừng tự nhiên, nhiều cây gỗ mọc tự nhiên hàng trăm năm tuổi. Sau đền là cây thị hơn 300 năm tuổi. Cây thị đã được mọc lên sau lần giáng trần của Mẫu Thượng Ngàn. Trải qua lịch sử, tín ngưỡng thờ mẫu ở người Việt đã phát triển, ngày một nhiều người biết đến Thung Linh Từ, đền thờ Mẫu Thượng Ngàn. Vẻ thanh tao hoài cổ trên vùng đất tụ linh tụ khí đã để lại bao tình cảm, sự thanh kính và nỗi nhớ nhung cho những du khách một lần đến nơi đây.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 186 trường hợp mắc tay chân miệng. Tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, số ca mắc tay chân miệng tăng đột biến với 185 trường hợp. Hiện ngành y tế tỉnh Ninh Bình đang triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, trong tháng 6 và tháng 7, số lượng bệnh nhân mắc tay chân miệng đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng cao. Hàng ngày, bệnh viện đón khoảng từ 10 đến 20 bệnh nhân nhập viện. Tại phòng khám, hàng ngày có trên 50 bệnh nhân khám nghi ngờ có các triệu chứng tay chân miệng. Ngành y tế tỉnh Ninh Bình cũng đẩy mạnh công tác giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi mắc và đã mắc bệnh để kịp thời có phương án xử lý nhanh, phòng chống lây lan ra cộng đồng, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại trường học, nhất là tại các nhà trẻ, trường mầm non. Khi biết mình bị mắc bệnh ung thư, nhiều người bi quan nghĩ rằng đó là bản án tử dành cho mình nên đã tìm mọi cách để vái tứ phương với hy vọng khỏi bệnh mà không phải nhờ đến Tây y vì cho rằng ung thư đụng sao kéo là chết. Nhiều người đã bỏ qua cơ hội vàng trong điều trị. Sợ hãi khi biết mình mắc ung thư là tâm lý của hầu hết các bệnh nhân. Thậm chí nhiều người còn bị ám ảnh vì định kiến đó là nghiệp quật, quả báo, dẫn đến tâm lý bi quan, buông bỏ và không tuân thủ điều trị. Bệnh nhân tự đi điều trị bằng thuốc nam hoặc là những loại lá theo các cái lời đồn. Và thứ hai là có thể dùng các phương pháp về thực dưỡng. Tuy nhiên là với các kết quả như vậy thì hầu như là bệnh nhân sẽ bị tiến triển giai đoạn muộn hơn rất nhiều, bệnh nặng hơn, sau đó họ vẫn vào các cái cơ sở chuyên khoa về ung thư. Với những cái giai đoạn nó muộn hơn nhiều và cái kết quả điều trị thì nó tiên lượng nó xấu hơn rất nhiều. Thực tế với các tiến bộ y học ngày nay đã giúp nhiều người chữa khỏi hoặc có thể kéo dài sống thêm đáng kể tùy loại ung thư và giai đoạn bệnh. Cái y học nó rất là tân tiến rồi, tạo hình rất là tốt. Thậm chí là khi tạo hình lên rồi còn đẹp hơn cả trước nữa. Khuyên mọi người là nên theo bác sĩ, theo khoa học chứ không phải nên theo dân gian. Theo các chuyên gia, một số cơ chế bệnh sinh học ung thư chưa được làm sáng tỏ, vẫn còn nhiều bí ẩn cần được khám phá, nhiều phương thức điều trị mới cần được nghiên cứu để chữa trị. Điều này lại là nguyên nhân thông tin về bệnh ung thư dễ bị sai lạc, phản khoa học, dẫn tới không ít người bệnh bị lợi dụng. Bởi vậy, điều đúng đắn nhất và nên làm là người bệnh và gia đình hãy đến bác sĩ chuyên khoa để có phương pháp điều trị hiệu quả, không nghe theo những lời đồn đại để mất đi thời gian quý báu chữa bệnh mà tiền mất, tật mang. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sắp diễn ra trong điều kiện tỉnh Lai Châu đã bước vào mùa mưa lũ. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, ngành giáo dục địa phương đang chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, xây dựng các phương án dự phòng và ứng trực, giúp đỡ các em học sinh trong kỳ thi này. Khác với các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ không có sự tham gia của cán bộ, giảng viên các trường đại học coi thi. Do đó, công tác bố trí nhân sự được tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm. Đến nay, các trường trung học phổ thông trên địa bàn đã hoàn tất chương trình dạy học. Hiện đang trong giai đoạn nước rút, tập trung củng cố kiến thức cho học sinh. Theo thống kê, toàn tỉnh Lai Châu sẽ có gần 1.500 học sinh nội trú trên tổng số hơn 3.000 thí sinh dự thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thời gian qua, xe chở vật liệu phục vụ thi công công trình thủy lợi trạm bơm Ô Xuyên 2 xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã làm nứt các công trình nhà ở, tường xào của trên 20 hộ dân trong thôn. Các hộ dân ở đây đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của các hộ dân bị ảnh hưởng. Do việc thi công công trình trạm bơm Ô Xuyên 2, các xe chở vật liệu có trọng tải lớn ra vào liên tục đã làm nhiều căn nhà ở hai bên đường vào trạm bơm bị nứt. Nhiều hộ bị nứt tường rào, nứt vỡ sân gạch, nhiều nhà bị nứt ở tầng 1 hoặc tầng 2. Có những vết nứt kéo dài từ 1 đến 2 mét. Để chuyến ôm chuyến này là rung luôn, rung hết nhà lên mà tường dưới lất hết, mà công trình thì đã cho cấp trên là cả xã các ban ngành đều xuống đây đi ghi hình chụp ảnh rồi. Thế nhưng mà đến bây giờ là xong công trình, xong làm 2 năm, bụi mịn các thứ là chúng tôi đây ở rất là vất vả, khổ lắm. 2 năm rồi giờ xong rồi, giờ từ đầu năm 2020 đến bây giờ là không có ý kiến gì cả, mà chúng tôi đã nộp đơn ý kiến lên xã là 2 lần. Công trình trạm bơm Ô Xuyên 2 được khởi công xây dựng từ năm 2018 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, công trình đã được đưa vào sử dụng. Đoàn của công ty cũng đã sẽ xuống làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và đi kiểm tra hiện trạng tất cả các hộ dân mà có cái phản ánh ảnh hưởng đến việc nứt nát công trình
của các hộ dân để chúng tôi sẽ có cái phương án. Mà nếu thực sự mà có ảnh hưởng thật thì công ty cũng sẽ có những cái chỉ đạo trách nhiệm mà đối dân làm sao mà nó đúng quy định của nhà nước cũng như là phù hợp với người dân. Công ty khai thác công trình thủy lợi Hải Dương cho biết trong tháng 7, công ty sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và các hộ dân để kiểm kê, đánh giá thiệt hại do việc vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra để từ đó có phương án hỗ trợ người dân. Trước tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu các địa phương tăng cường cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn ngừa việc đưa người Việt xuất cảnh trái phép và đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hàng loạt vụ xuất nhập cảnh trái phép và các đối tượng liên quan cũng đã được các địa phương khởi tố. Theo thống kê, từ mùng 1 tháng 5 đến nay, lực lượng công an đã nắm tình hình, phát hiện, phối hợp đưa hàng nghìn người nhập cảnh, kể cả nhập cảnh trái phép, vào các khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, hàng chục vụ án và hàng chục bị can cũng đã bị các địa phương như Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Đà Nẵng khởi tố về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Nhiều địa phương cũng liên tiếp phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép. Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi với công an các đơn vị địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn lối mở trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời xử lý nghiêm minh để răn đe. Dịch vụ vận chuyển giao nhận hàng hóa đang ngày càng trở thành một dịch vụ vô cùng cần thiết và không thể thiếu được trong cuộc sống hiện nay. Dịch vụ cũng giúp cho việc gửi chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp và cá nhân trở nên dễ dàng nhanh chóng. Lợi dụng việc này, tội phạm đã sử dụng vào mục đích giao nhận hàng cấm, hàng nguy hiểm. Thời gian qua đã có nhiều vụ án ma túy, hàng cấm, hàng lậu vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh bị phát hiện thông qua biện pháp nghiệp vụ của ngành công an. Và đây chỉ là tảng băng đổi vì chắc chắn với sự dễ dàng trong việc gửi chuyển hàng hóa qua đường phát nhanh, tội phạm hình sự sẽ còn lợi dụng để hoạt động phi pháp. Khi bị phát hiện cũng khó có thể truy tìm được chủ của những bưu kiện này. Gần 160.000 sản phẩm các loại có dấu hiệu vi phạm hàng giả trong kho hàng chứa hơn 10.000 m2 tại Lào Cai. Trên 100.000 sản phẩm mang nhãn các thương hiệu nước ngoài đã được tìm thấy tại một kho hàng trong khu ngoại quan, đội lốt dưới lớp vỏ là công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong tại cảng ICD Mỹ Đình. 19 kg ma túy tổng hợp với gần 400 g ketamin được chứa đầy những hộp thực phẩm chức năng, nhìn bề ngoài không khác gì những lọ thuốc thông thường, được vận chuyển theo đường chuyển phát nhanh về cho người thân. Đây chỉ là 3 vụ điển hình trong rất nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu đã bị phát hiện trong tháng 7. Các cái hình thức vận chuyển của các đối tượng thì bây giờ rất tinh vi. Các đối tượng này thì thường lợi dụng các cá nhân, lợi dụng là đóng gói trên các cái bao bì và lợi dụng ví dụ như là thực phẩm chức năng. Chúng được ngụy trang và làm từ nước ngoài để làm sao là ngụy trang đưa về Việt Nam giống như một cái lọ thuốc hoặc là cái lọ thực phẩm chức năng. Đối với cả các cái mô hình thương mại điện tử như vậy thì để mà xác định được đối tượng chủ mưu, xác định được cái mô hình kinh doanh, phương thức hoạt động cũng như là đặc biệt là phát hiện được kho hàng của đối tượng thì rất là khó khăn, bởi vì là giữa người mua và người bán là không gặp mặt trực tiếp nhau. Tất cả các đơn hàng đều được chốt thông qua các hình thức livestream ở trên mạng Internet. Việc gửi thư từ bưu phẩm bưu kiện nếu phát hiện thấy có vi phạm thì cũng rất khó điều tra xử lý, truy tìm thủ phạm. Vì các thông tin trên phiếu gửi đều do người gửi tự khai, hàng hóa thì không được kiểm soát từ khâu nhận hàng. Tất cả các yếu tố này đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm lợi dụng. Theo luật bưu chính năm 2010 thì đều có cái quy định về bảo mật, về hàng hóa, về bưu phẩm, về bưu kiện. Thế thì nếu như lợi dụng cái luật pháp đó mà để hoàn tất cái công đoạn kinh doanh vận chuyển hàng lậu, hàng giả thì cả là một vấn đề. Theo số liệu mới nhất của vụ bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, toàn thị trường hiện có 435 doanh nghiệp hoạt động, trong đó 95% là doanh nghiệp tư nhân. Đó là chưa kể đến một đội ngũ hùng hậu các xe khách chạy tuyến, cũng như nhận chuyển phát nhanh hàng hóa bằng đường bộ. Với mạng lưới vận chuyển dày đặc, lượng hàng hóa lớn, hoạt động chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng cấm vẫn có những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Để phòng ngừa với tội phạm này, thời gian tới, các đơn vị kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa cần đề nghị người gửi mang hàng hóa đến đóng gói bằng các hộp chuyên dụng của đơn vị để kết hợp kiểm tra phát hiện hàng cấm, hàng nguy hiểm, nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tuyên truyền cho nhân viên, chấp hành nghiêm các quy định trong tiếp nhận, thận trọng kiểm tra giám sát các loại thư tín, bưu kiện bưu phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.